Có dung tích 10 lít, đường kính 30,5cm được làm bằng thép không gỉ. Phía dưới thân nồi các bạn có thể nhìn thấy chiếc nồi có 3 chân, rất chắc chắn, chống trơn trượt lúc chúng ta cố định nồi ủ chắc an toàn. Bên cạnh đó là nguồn điện, được thiết kế rất an toàn cho người sử dụng. Trên thân nồi các bạn có thể nhìn thấy một núm vặn điều chỉnh nhiệt độ. Chúng ta có thể điều chỉnh từ 35 đến 90 độ C tùy vào mức độ chúng ta mong muốn. Bên cạnh đó là nút hiển thị đèn sáng báo hiệu nguồn điện đã vào. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp nồi ủ chân trâu. Chúng ta sẽ đặt chiếc ruột inox vào trong nồi. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Tiếp theo, các bạn sẽ lắp đến nắp nồi. Nắp nồi có thiết kế một cái lẫy để chúng ta giữ. Lắp nồi luôn nằm ở trên thiệt hành, các bạn sẽ đài cái lẫy vào trong giữa thân nồi và ruột nồi. Rất đơn giản. Đó lại lắp lên. Nắp nồi, trên nắp nồi các bạn nhìn thấy chúng ta có một khe hở. Thiết kế rất là đặc biệt để các bạn có thể để nuôi. Người ta rất dễ dàng và không bị nặng.